Cho nó sợ, lấy tinh thần vô lá lên, lá lên, cố lá lên, nó sợ. Mạnh lên, mạnh xuống. Dặn mạnh đó, dặn mạnh đó. Thanh niên là thăng phụ nữ có gì đâu, chúc mừng. Bên nào thua? Bên này là thua. Khỏi chúc mừng, thua khỏi chúc mừng. Chia buồn, chia buồn, chia buồn. Được rồi, tin sao con ơi? Quê quê hai đội quê một điều. Quê một điều hả? Dạ. Vậy là tốt rồi. Lễ đình mà bên thua thì buồn, mà bên thắng là vui cười, cũng không có vui vẻ gì. Nói vậy thì ông tuyên bố nghe chưa? Dạ. Coi như là cuộc thi đã kết thúc. Và sau những giờ phút thi đấu căng thẳng và đầy kịch tính thì huy chương vàng về tay hai đội lông gà và lông vịt. Người đâu? Dạ. Mang phần thưởng quan trọng của quan ra đây. Dạ. Cầm gậy ra ông ơi. Hai, ba. Bỏ trong nữa, trong nữa. Gì vậy? Cái bánh này của vua, vua ban cho quan, quan ban lại cho các con, hiểu chưa? Bây giờ hai đội là về một điều phải không? Dạ dạ. Phần thưởng này thuộc về hai đội, mỗi bên được cái nửa cái. Bên này nhỏ hơn, không được đâu, nhỏ lắm. Nhỏ hả? Bên này bự mà. Con. Rồi bên đây bự hơn nè, chia ra, chia ra. Ôi, bên kia bự hơn kìa. Nó vừa cũng như mày nhau. Nhai kìa con, có gì đâu nhai. Đâu có gì đâu nhai. Nó đưa tới miệng mà không chịu nhai nữa. Nãy giờ quan ăn quan nhai mệt tới mụ nội luôn. Đúng rồi. Như vậy là cuộc thi đã kết thúc một cách tốt đẹp rồi. Để hòa cùng không khí tốt đẹp này, quan yêu cầu quan sáng tác ra một bài để quan tự hát để chúc mừng các con. Vui như Tết đèn tiền hết vẫn cười, vui như Tết gạo hết vẫn cười, vui như Tết kịch đã hết rồi mà không ai cười. Ủa sao vậy? Sao vậy con? Ôi trời, sao đau bụng quá con? Đau bụng là đúng rồi. Sao vậy? Ông ăn nhiều quá mà không đau bụng sao được? Vậy trời ơi, đau bụng quá, không đau.